Trúc Tự Đan sinh ngày 15 tháng 4 năm 1992 tại thành phố Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trúc Tự Đan bắt đầu học khiêu vũ từ năm 6 tuổi và sau trung học cơ sở, cô được nhận vào một trường cao đẳng chuyên nghiệp để tiếp tục học múa. Năm 18 tuổi, Trúc Tự Đan nhận được lời mời quay quảng cáo khi đang cùng mẹ đi mua sắm trên phố. Năm 2011, Trúc Tự Đan tham gia vào cuộc thi sắc đẹp do Mina tổ chức và giành được giải quán quân. Năm 2012, cô thi đỗ vào Học viện Hí kịch Trung ương, khoa diễn xuất. Cùng năm, Trúc Tự Đan lọt vào top 6 cuộc thi Hoa Khôi của trường Hí kịch. Lúc này, cô chính thức gia nhập làng giải trí, ký hợp đồng với Lê TV và trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty này. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng với khí chất nổi bật, thế nhưng con đường sự nghiệp của Trúc Tự Đan thì lại không hề bằng phẳng. Thuở mới chập chững vào nghề, Trúc Tự Đan chỉ đóng những vai phụ và không gây được ấn tượng đối với khán giả. Và sau khi đầu quân vào Gia Hành Thiên Hạ, trở thành gà dưới nhà của Dương Mịch, thì độ nhận diện của Trúc Tự Đan mới tăng lên thấy rõ và hành trình nổi tiếng của cô thì cũng bắt đầu từ đây. Năm 2013 đến 2016, khởi đầu mờ nhạt. Năm 2013, Trúc Tự Đan tham gia diễn xuất lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Năm Vùng Tiền Truyện, tên tiếng Anh là The Undercover of the Undercover của CCTV với vai một cô gái nhà quê. Đến tháng 7, cô nhận vai một nữ nhân viên cửa hàng đồ lót trong bộ phim hài The Sealman 3. Tháng 12 năm đó, Trúc Tự Đan được chọn vào vai chính trong bộ phim ca nhạc cổ trang Dream of the Dragon Pool với vai cô gái trong bức tranh xuyên không. Năm 2014, Trúc Tự Đan tiếp tục tham gia vào loạt phim Ngủ Ngon Người Xa Lạ, Ái Thần Chi Dạ, Cực Phẩm Nữ Sĩ 2014 và Chuyến Đò Linh Hồn 2 2015. Mặc dù đóng không ít phim, nhưng những vai diễn lướt qua của Trúc Tự Đan đã không giúp cô được mọi người nhớ mặt gọi tên. Thế nên nữ diễn viên từng cảm thấy chán nản khi sự nghiệp vẫn không có gì mới mẻ. Năm 2016, cô đóng chính trong bộ phim truyền hình Trung Hoa Dân Quốc Chử Phụ Thần Tham và Anh Hùng Quyết. Cùng năm đó, Trúc Tự Đan xuất hiện trong Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn cùng Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng và Trương Bân Bân. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn. Sau một loạt vai diễn không mấy ấn tượng, sự nghiệp của Trúc Tự Đan bắt đầu có khởi sắc khi được Dương Mịch để mắt đến. Cô được giao cho vai huyền nữ trong bộ phim ngôn tình cổ trang Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và từ đó cô cũng được công chúng đón nhận nhiều hơn. Nổi danh với Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, huyền nữ là một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, dịu dàng nhưng thực chất lại là kẻ vô ơn giả tạo. Tạo hình sắc sảo cùng cách diễn xuất nhập vai, Trúc Tự Đan đã thành công khi thể hiện nhân vật ác nữ này. Về cùng nhà với Dương Mịch, câu chuyện đóng phim của Trúc Tự Đan như được sang trang mới khi cô liên tục được chọn làm nữ chính trong Chào Em, Như Hoa, Cùng Lại Nghệ và Họa Tâm Sư. Về tài năng, cô được cho là sẽ trở thành nhân tố làm nên chuyện trong tương lai. Về nhan sắc, nhiều khán giả công nhận Trúc Tự Đan sở hữu ngoại hình không thua kém so với gà cưng đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba của Dương Mịch. Sự nghiệp phát triển và gắn liền với cái danh nàng Chu Chỉ Nhược. Năm 2018, Trúc Tự Đan đảm nhận vai phụ trong hai bộ phim truyền hình của hai đàn chị cùng nhà Gia Hành Thiên Hạ. Đầu tiên là Người Đàm Phán của Dương Mịch và Hoàng Tử Thao. Kế đó là Nghìn Lẻ Một Đêm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đặng Luân. Ngày 27 tháng 1 năm 2019, bộ phim Kiếm Hiệp Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Tăng Thuấn Hy và Trần Ngọc Kỳ, Trúc Tự Đan đóng chính đã được lên sóng. Với khả năng diễn xuất chắc tay, Trúc Tự Đan đã không làm phụ sự kỳ vọng của mọi người khi vào vai Chu Chỉ Nhược rất ngọt. Đồng thời, sự ảnh hưởng của Trúc Tự Đan đã được chứng minh khi tỷ suất người xem của phim đạt trên dưới 90 triệu trong một tuần. Nhiều sao Hoa ngữ cũng nhiệt tình quảng bá cho cô như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Cao Vĩ Quang, Lại Nghệ, Hầu Minh Hạo. Cuối năm 2019, có thông tin cho rằng Trúc Tự Đan và Tiêu Chiến sẽ đảm nhận vai chính trong Kinh Song Thành. Tuy nhiên, sau những lời đồn đoán, thì vai chính của phim lại thuộc về Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ. Phim chưa lên sóng và phim mới của Trúc Tự Đan. Một thân cô độc dứt bỏ ôn nhu. Trúc Tự Đan được chọn làm nữ chính Cố Uyển Ngưng trong Một thân cô độc vứt bỏ ôn nhu cùng Nguyễn Kinh Thiên. Phim được khởi quay vào năm 2018. Trên Duban, dự án này công bố lên sóng vào năm 2020, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa xác nhận. Bạn có mong chờ vào cặp đôi Trúc Tự Đan, Nguyễn Kinh Thiên? Thợ săn Tâm Trạch. Ngày 17 tháng 1 năm 2019, bộ phim huyền bí Thợ săn Tâm Trạch của Trúc Tự Đan, Hầu Minh Hạo đã được khởi quay. Phim kể về Giang Thước và Tần Nhất Hằng,
cặp đôi cùng mua một ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng và trừ tà rồi bán lại. Tuy nhiên khi bị một người bí ẩn nhìn chăm chăm vào mình, họ liên tục gặp phải nhiều điều quái dị. Thợ săn Tâm Trạch chỉ dự kiến lên sóng vào năm 2020, nhưng cũng chưa có thời gian cụ thể. Ngộ Long. Vào năm 2020, bộ phim cổ trang huyền huyễn Ngộ Long do Vương Hạc Đệ và Trúc Tự Đan đóng chính được khởi quay. Phim nói về một nha hoàn tên Lưu Huỳnh, Trúc Tự Đan thủ vai, giúp tiểu thư cứu một con rắn, nhưng đó lại là một con rồng tinh. Vì muốn đền đáp ơn cứu mạng mà uất trì long viêm, Vương Hạc Đệ đã mang cô đi cùng và muốn nên duyên vợ chồng. Từ đó câu chuyện tình trải qua ba kiếp được bắt đầu. Tháng 8 năm 2020, Trúc Tự Đan, Hình Chiêu Lâm nên duyên trong bộ phim ngôn tình hiện đại Lập Trình Viên Siêu Đáng Yêu. Lần này, Trúc Tự Đan hóa thân thành một cô gái cá tính, cải trang thành nam nhi để theo đuổi người mình yêu. Sau khi xác nhận tham gia phim, Trúc Tự Đan đã nhận được nhiều sự ủng hộ và mong chờ từ khán giả. Lập Trình Viên Siêu Đáng Yêu chưa ấn định ngày lên sóng cụ thể. Nhan sắc của Trúc Tự Đan. Tính đến năm 2020, Trúc Tự Đan đã chính thức bước sang tuổi 28. Tuy nhiên, nhan sắc của cô nàng lại trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Từ khi bắt đầu nổi tiếng đến nay, Trúc Tự Đan luôn được khen ngợi bởi gương mặt thanh thoát, ngũ quan hài hòa và đặc biệt là lúc nào cũng tươi trẻ như thiếu nữ tuổi teen. Trước đó, khi bộ phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký được nhiều người quan tâm, những bức ảnh trong quá khứ của Trúc Tự Đan cũng được cư dân mạng chia sẻ trở lại. Theo đó, một số người cho rằng em gái Dương Mịch đã động chạm dao kéo bởi trước đó gương mặt cô trông khá góc cạnh và có xương quai hàm to, nhưng thời gian sau lại thon gọn hơn. Ngày trước, Trúc Tự Đan khá mũm mĩm, sau này cô gầy đi nên nhan sắc cũng hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, một số người cho rằng chỉ cần biết hiện tại Trúc Tự Đan quá xinh xắn và đóng phim ổn định thì chuyện có dao kéo hay không không cần phải bàn cãi nhiều. Chiều cao gây tranh cãi của Trúc Tự Đan. Mặc dù trong profile công ty có ghi rõ Trúc Tự Đan có chiều cao là 1m68, nhưng Trúc Tự Đan lại từng bị mọi người nghi ngờ khai gian chiều cao. Cụ thể, khi đứng cạnh Hoàng Mộng Oánh trong lễ mừng quốc khánh Tôi Yêu Bạn Trung Quốc, Trúc Tự Đan chỉ đứng tới tai của người chị cùng nhà. Trong khi đó, hồ sơ của Hoàng Mộng Oánh cho biết cô cao hơn Trúc Tự Đan chỉ 1cm và đôi giày mà hai người đẹp mang trong đêm diễn cũng không chênh lệch đáng kể. Vậy nguyên nhân do đâu mà Trúc Tự Đan lại hóa tí hon như thế này? Nhắn mặt nhiều năm trên màn ảnh nhỏ và sau khi về chung nhà với Dương Mịch thì Trúc Tự Đan mới thật sự được mọi người nhớ mặt đặt tên. Và bên cạnh sự ô bế của gia hành thì cũng phải nhờ vào sự chăm chỉ, nỗ lực và tài năng của Trúc Tự Đan mới có thể từng bước nâng tầm sự nghiệp của bản thân. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!